Trước khi chúng ta đặt vấn đề điều trị bệnh do hormone thì chúng ta cũng cần phải chẩn đoán, loại trừ một số những bệnh khác cũng có những cái triệu chứng dấu hiệu tương tự như là bệnh do hormone, như là viêm nang lông, bệnh vết nơi, bệnh viêm tuyến bã vùng cạnh hormone, bệnh Crohn, vân vân. Đặc biệt một số những cái bệnh đặc hiệu mà nếu chúng ta không tìm hiểu rõ và không tìm thấy căn nguyên thì việc điều trị cũng sẽ không có kết quả và cũng gây nguy hiểm cho người bệnh. Ví dụ như bệnh ung thư dưới cái dạng, đặc biệt ung thư tế bào dạng chế nhầy, dưới dạng gây ra những cái lỗ rò vùng quanh hormone, diễn biến lâu dài, và chúng ta biết ung thư nếu để muộn thì sẽ nguy hiểm, ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của người bệnh. Những bệnh thứ hai có thể gặp là lao ở vùng hậu môn trực tràng, và lao cũng tiến triển tạo thành những đường rò rất phức tạp ở vùng quanh hậu môn trực tràng. Nếu chúng ta chỉ đơn thuần điều trị bằng phẫu thuật vân vân mà không dùng thuốc chống lao thì bệnh cũng sẽ không khỏi và cũng sẽ tiến triển ngày càng nặng nề, phá hủy các cấu trúc giải phẫu ở vùng hậu môn trực tràng.